Siêu sao Lionel Messi được truyền thông đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Chủ nhân quả bóng vàng nam 2023 sẽ chỉ được công bố vào tháng 10 tới. Tuy nhiên ngay từ lúc này, giới chuyên gia dự đoán danh hiệu này là cuộc đua của Lionel Messi và Erling Haaland, hai ngôi sao có màn trình diễn ấn tượng nhất trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến 31 tháng 7 năm 2023. Hàng loạt trang tin uy tín như Goal hay Sporting News đánh giá Messi có nhiều lợi thế để vượt qua Haaland và giành về quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp. Mới đây, tờ Sport Brief đã chỉ ra 5 lý do đưa Messi trở thành ứng viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Messi vô địch World Cup. Chức vô địch World Cup được xem là chiếc cúp danh giá nhất làng bóng đá. Cuối năm ngoái, Messi cuối cùng đã chinh phục được danh hiệu đỉnh cao này sau một chiến dịch đáng nhớ cùng tuyển Argentina. Goal cho rằng những gì Messi thể hiện tại World Cup 2022 nhiều khả năng là đủ để chiến thắng quả bóng vàng. Haaland thậm chí không được góp mặt ở giải đấu do Na Uy thất bại ở vòng loại. Messi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup. Không chỉ vô địch World Cup, điều giúp Messi được đánh giá cao chính là màn trình diễn của anh tại giải đấu này. Siêu sao người Argentina ghi 8 bàn thắng, được bầu là cầu thủ hay nhất 5 trên 7 trận, đồng thời ẵm luôn danh hiệu hay nhất giải. Sau giải, Messi đã phá tổng cộng 10 kỷ lục của World Cup như cầu thủ chơi nhiều trận nhất, có đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất, là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại mọi vòng đấu. Messi chơi không tồi trong màu áo câu lạc bộ. Paris Saint-Germain có mùa giải không như ý khi bị loại sớm tại Champions League. Tuy nhiên, màn trình diễn của Messi trong màu áo đội bóng nước Pháp vẫn được đánh giá cao. Tổng cộng Messi bỏ túi 21 bàn, 20 kiến tạo cho PSG mùa trước. Messi góp công lớn giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Ligue 1. Thông số trong màu áo câu lạc bộ của Messi mùa trước không thể bằng Haaland nhưng vẫn rất xuất sắc với một cầu thủ đã 36 tuổi. Haaland thi đấu mờ nhạt ở các trận chung kết. Tính đến lúc này, Haaland đã có 5 trận chung kết thiệt ngoài liên tiếp, 4 trong số này đến vào năm 2023, khi Man City so tài cùng Inter để phân định ngôi vương ở Champions League, Haaland đã chơi mờ nhạt. Rodri ghi bàn duy nhất giúp Man City hoàn tất cú ăn 3, Rodri sau đó cũng được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Sự gắn kết trong đội hình Man City. Trải qua 7 năm ở sân Etihad, huấn luyện viên Pep Guardiola đã xây dựng nên một tập thể Man City đoàn kết, đồng đều và không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cá nhân nào. Haaland có đóng góp quan trọng mùa trước với 52 bàn cho Man City. Tuy nhiên, các đồng đội khác cũng nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công câu lạc bộ, đặc biệt là Kevin De Bruyne. Nếu Haaland mờ nhạt, một cái tên khác tại Man City có thể sắm vai người hùng. Phía đối diện, sau trận ra quân thất bại ở World Cup, Messi tỏa sáng trong tất cả các trận còn lại để đưa đội nhà lên ngôi vô địch. Cậu ấy một tay đưa Argentina đến cúp vàng, Sport Brief nhận định. Chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng 2023 sẽ được bình chọn bởi 100 nhà báo đến từ top 100 quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA. Ngày 6 tháng 9 tới, danh sách 30 cái tên sẽ được công bố. Tại gala trao giải ngày 30 tháng 10 tới, người chiến thắng sẽ chính thức được xướng tên. Video đến đây cũng đã hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.